Xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em giới thiệu với các bác một cái loại mặt hàng, đó là cục tẩy cục xuất mang từ bên nước ngoài mang về. Ở đây là có đơn vị em nhập hộ, đây là họ có dán tên đơn vị của họ, nên đây em phải bóc cái đi để tránh lộ thông tin các bác cướp thị trường của chúng em. Đây là cái model của cục tẩy này, SOL 450. Bây giờ mở ra cũng xem nhé. Đây là hai cục, nhưng mà hiện tại em ở trước một cục thôi, một cục kia thì nó cũng như cục này đấy, nó cũng như cục này. Là sau có về một số loại cục đẩy công suất nó kiểu dáng và hình thức nó như thế này đấy, hoặc là model khác thì em sẽ giới thiệu cho các bác xem. Còn bây giờ bóc hàng khoe cái này trước đã. Hiện tại giá cái này thì em đang đàm phán để xem được mức giá tốt nhất thì em bán cho các bác cái mức giá tốt nhất. Bây giờ chưa báo được giá các bác nhé, các bác gọi điện thì em báo giá, còn bây giờ báo trực tiếp là chưa báo được giá. Đây, các bác nhìn cái thùng điểm của nó rất chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, đây bây giờ mở ra cho các bác xem. Nguyên hộp nguyên kiện luôn, về là vẫn còn nguyên đi đồng cái đồng đấy. Rồi đây cái này đây chắc cực kỳ luôn, ui dồi ôi đấy. Đây sau khi mở ra thì đây, đầu tiên là bên trong nó có một quyển hướng dẫn sử dụng bằng thứ tiếng nội địa của bên Trung Quốc, tem phiếu bảo hành và các cái đi đi cùng có liên quan đấy các bác ơi. Tiếp theo thì là nó lại có mấy miếng xốp, miếng xốp này đúng là như này, xốp này là đập không vỡ nhưng đốt là cháy các bác nhá. Rồi đây tiếp theo là cái mặt form, nó đây mặt form của con củ lấy đây. Đây, nặng lắm, nặng cực kỳ luôn. Con này khỏe khỏe cực kỳ luôn các bác ạ. Đây bây giờ em sẽ tháo này ra để tiết kiệm thời gian, em tạm dừng video, em tháo này ra cho bác xem nhé. Ở đây là sau khi cận cảnh đã tháo ra thì model của củ đẩy là MA 2450, tức là 2 kênh và 450W một kênh các bác nhé. Đấy thì hai con đẩy nó như nhau, em chả tháo tam gì nhiều. Đây quay cận cảnh cho bác xem này. Đấy bắt đầu em xem là có zoom lên được. Đây 2450 đấy, cực đẹp, cực mới, bảo hành 1 năm cho các bác. Giá liên hệ nhé, em chưa cập nhật giá nhưng có khi là giá tính em cập nhật xong bắt đầu em để ở dưới cái phần mô tả em báo giá luôn cho các bác. Rất là tốt. Đây đằng sau đây các chức năng của đây, độ nhạy tín hiệu đầu vào này, độ nhạy tín hiệu đầu vào này. Ở đây là chế độ đánh là sell và buy never, không mua đây. Đây này hiện tại chưa có buy, chưa chập kênh. Đấy, cầu dốc bắp chuối này, rất lâu này. Cầu cắm nguồn, dây nguồn to, nó khủng bố như này cơ mà. Rất là xịn các bác nhá. Đấy. Hiện tại trong khu vực của em thì đang có một cái lễ hội hay là cái sự công trình hay gì ở trong kia kìa. Trong khu văn chỉ kìa, thì không quay nữa. Đấy bắt đầu là có tiếng xe nọc máy gần đây, nghe nó không được hay lắm. Đây. Cái mặt form đây cho các bác xem này, cái mặt form nó cực đẹp này cơ mà. Đấy, cực đẹp. Con này khỏe, cái này các bác về chơi gia đình thì nó đánh rất là tốt, đánh tải 8 ôm là 450 một kênh. Và nếu mà các bác đánh tải về 4 ôm ấy thì là nó đạt đến tầm 600W một kênh. Đấy, công suất này. Công tắc này. Đấy. Thôi không đinh tinh liên thuyên nữa, bây giờ nắp này vào xong bắt đầu này. Em test thử với một đôi loa hiện tại là đang có thể là sẵn có. Đấy các bác nhá. Rồi, bắt đầu test thử xem là công suất con đẩy này nó khỏe như thế nào. Và con này liệu có đánh được bát 30 không thì em thử cho bác xem luôn. Đánh con này em nói thật với các bác là nhìn này thôi là biết là nó khỏe như thế nào rồi các bác nhá. Giá thì có liên hệ nhá. Rồi hẹn các bác cho video sau vậy. Bây giờ mời các bác nghe thử chất lượng âm thanh của nó.